Chân trong giữa chính hãng Yamaha cho MT15, R15 và XSR155. Rồi. Rồi. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lắp cái chân trống của R15 ha. Thì đầu tiên mình phải lấy cái miếng này ra ha. Ở dưới đây nó có hai lỗ nè. Ta sẽ lắp cái bát này vào ha. Sẽ có hai con ốc như thế này. Và cái bát hướng này mình sẽ quay lên trên nha. Để siết con này lại ha, mình sử dụng khóa 14 nha. Rồi, mình sẽ siết hai bên luôn ha. Rồi, sau khi mình lắp cái bát này xong ha, mình sẽ lắp cái chân trống vào. Đây, đây nó sẽ có một con ác như thế này ha. Để lên. Rồi. Ok, rồi giờ mình sẽ qua bên kia, mình sẽ gắn cái khóa này vào. Đây ha, trong cái ác này nó sẽ có một cái lỗ nha, mình sẽ gắn cái lông đờn này vào trước, rồi sau đó mình sẽ gắn cái khoe này. Rồi, sau khi mình gắn cái chân trống và cái khoe này vào ha, thì mình sẽ gắn cái lò xo. Thì thường bên mình sẽ gắn cái phần ngắn này vào đây ha, cho dễ gắn nha. Ok. Rồi, đây, sau đó tới cái này. Thường thì mình sẽ dùng một cái khóa kéo như thế này nha. Ok. Dạ cái đó 22 đúng không? Ủa, có cái vậy là xong ha. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hãy comment phía dưới, FPK sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.